Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trước ngày mùng 2 tháng 11, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã có bài phát biểu với các sinh viên trước dịp kỷ niệm sự kiện sinh viên theo đường lối cứng rắn của nước này đã chiếm giữ đại sứ quán Mỹ tại Tehran vào năm 1979 ngay sau cuộc cách mạng Hồi giáo. Ông Khamenei nói rằng kẻ thù dù là Israel hay Mỹ chắc chắn sẽ nhận được phản ứng nghiền nát cho những gì họ đang làm đối với Iran, nhân dân Iran và mặt trận kháng chiến nhà lãnh đạo tối cao của iran không nêu rõ cuộc tấn công hay kế hoạch nào sắp diễn ra trước đó ông đưa ra phát biểu thận trọng hơn khi nói rằng các quan chức nước này sẽ cân nhắc phản ứng và rằng cuộc không kích của israel vừa qua không nên bị phóng đại hay hạ thấp tuần trước quân đội israel tiến hành các đợt không kích vào hàng chục căn cứ quân sự trên khắp iran đám đông chào đón ông khamenei bằng khẩu hiệu máu trong huyết quản của chúng tôi là món quà dành tặng nhà lãnh đạo của chúng ta bất kỳ cuộc tấn công nào khác từ cả Iran và Israel đều có nguy cơ kéo khu vực vốn đã căng thẳng vào cuộc chiến tranh lan rộng. Vào thời điểm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã cận kề, quân đội Mỹ đang hiện diện trên khắp Trung Đông với một lực lượng đang điều khiển hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến Tháp tại Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã chỉ đạo triển khai thêm các tàu khu trục mang tên lửa đạn đạo, phi đội máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu cùng một số máy bay ném bom tấn công tầm xa B52 đến khu vực này. Thiếu tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết ông Austin tiếp tục khẳng định rõ ràng rằng nếu Iran, các đối tác hoặc lực lượng ủy nhiệm của họ lợi dụng thời điểm này để nhắm vào lực lượng hoặc lợi ích của Mỹ ở khu vực, Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân của chúng tôi. Mỹ cảnh báo Iran không nên tiến hành cuộc tấn công khác vào Israel vì Mỹ không thể kiềm chế phản ứng của Israel nếu nước này bị khiêu khích lần nữa. Một quan chức Mỹ nói với tờ Axios, chúng tôi sẽ không thể ngăn cản Israel và chúng tôi sẽ không thể đảm bảo rằng cuộc tấn công tiếp theo được điều chỉnh và nhắm mục tiêu như cuộc tấn công trước đó. Theo hãng thông tấn TASS hậu mùng 3 tháng 11, một quan chức Israel cho biết thông điệp này đã được chuyển từ Washington đến Tehran. Thông qua Thủy Sĩ, Israel có thể đáp trả ngay cả khi cuộc tấn công của Iran xuất phát từ lãnh thổ Iraq. Quan chức Israel nói với Axios, điều đó sẽ phụ thuộc vào mức độ của cuộc tấn công và kết quả của nó. Israel cũng cảnh báo Iran không nên đáp trả vụ tấn công ngày 26 tháng 10. Các nhà phân tích cho rằng Israel đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống phòng không và năng lực tên lửa của Iran, đồng thời có thể tiến hành các hành động quy mô rộng hơn chống lại Iran. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 2 tháng 11 cho biết, Israel và Mỹ sẽ nhận được phản ứng nhiên nát vì tiến hành cuộc tấn công vào Iran và các đồng minh của nước này. Ông Ali Khamenei đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh các quan chức Iran dọa sẽ tiến hành một cuộc tấn công khác vào Israel sau cuộc tấn công ngày 26 tháng 10 của Israel. Cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran dạng sáng 26 tháng 10 diễn ra sau nhiều tuần tham vấn với Mỹ về việc mục tiêu nào sẽ bị tấn công. Theo Axios hôm 31 tháng 10 dẫn nguồn tin tình báo Israel, Iran đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào Israel từ lãnh thổ Iraq trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11 để đáp trả cuộc tấn công gần đây của Israel, theo đó Tehran có thể sử dụng một số lượng lớn máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo cho cuộc tấn công này. Thủ tướng Liban Najib Mikati mới đây đã lên tiếng chỉ trích việc Israel mở rộng các cuộc tấn công vào nước ông, cho rằng điều đó cho thấy Tel Aviv khước từ các nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn sau hơn một tháng chiến tranh. Phát biểu sau các cuộc đột kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, Ông Mikati nêu rõ, việc Israel tiếp tục mở rộng phạm vi xâm lược vào các khu vực của Liban liên tục đe dọa người dân phải sơ tán hoàn toàn khỏi các thành phố và làng mạc và tiếp tục nhắm mục tiêu vào các vùng ngoại ô phía nam Beirut bằng các cuộc tấn công phá hoại. Tất cả đều là những dấu hiệu xác nhận rằng Tel Aviv khước từ mọi nỗ lực đang thực hiện để đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, quân đội Israel ngày 1 tháng 11 cho biết Izi Adin một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào thành phố Khan Yunis ở phía nam giải Gaza. Phía Israel mô tả, nhân vật này là một trong những thành viên cấp cao cuối cùng của Hamas chịu trách nhiệm phối hợp với các nhóm khác ở giải Gaza. Trong khi đó, Hamas trong một tuyên bố đã xác nhận nhân vật này thiệt mạng cùng với một quan chức khác của tổ chức này tên là Ayman Zayset trong cuộc tấn công của Israel vào xe hơi của họ ở vùng đất này. Tuy nhiên, các nguồn tin trong Hamas khẳng định ông Kasab là quan chức cấp địa phương, chứ không phải là thành viên cơ quan chính trị ra quyết định của phong trào này. Trong một diễn biến đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo sẽ điều động các máy bay ném bom B-52, tiêm kích, máy bay tiếp liệu và tàu khu trục đến Trung Đông, trong bối cảnh tàu sân bay USS Abraham Lincoln sắp rời khu vực. Lầu Năm Góc cho biết trong một thông cáo rằng, việc triển khai sẽ diễn ra trong những tháng tới và chứng minh tính linh hoạt trong các hoạt động quân sự của Mỹ trên toàn thế giới. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder, nếu Iran, các đối tác hoặc lực lượng ủy nhiệm của họ lợi dụng thời điểm này để nhắm vào nhân sự hoặc lợi ích của Mỹ trong khu vực, Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người của mình. Lực lượng phòng vệ Israel vừa tuyên bố, các chiến cơ của họ đã thực hiện đòn tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu Hezbollah ở Beirut, Liban. Thời báo Israel dẫn thông tin từ lực lượng phòng vệ Israel cho biết, các mục tiêu Hezbollah bị không kích lần này gồm có các trụ sở chỉ huy, nhà máy chế tạo vũ khí và một cơ sở hạ tầng tình báo. Thông cáo cho biết, các máy bay của công quân Israel đã thực hiện đòn tấn công chính xác cao vào loạt mục tiêu của nhóm Hepola nằm trong thủ đô Perut, Liban. Toàn bộ những mục tiêu trên đều nằm trong khu vực đông dân cư. Do vậy, trước khi đòn không kích xảy ra, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp cảnh báo dân thường Liban. Lực lượng phòng vệ Israel sau đó đã công bố video ghi cảnh không quân Israel tập kích loạt mục tiêu Hepola. Bộ Ngoại giao Đức mới đây thông báo, Đức sẽ đóng cửa cả ba lãnh sự quán của Iran trên lãnh thổ của Đức để phản đối việc Iran hành quyết công dân mang hai quốc tịch Đức và Iran. Tuy nhiên, Đức vẫn cho phép Đại sứ quán Iran tiếp tục mở cửa. Phát biểu tại New York, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cho biết, quan hệ ngoại giao giữa Đức và Iran hiện đã ở mức thấp hơn rất nhiều. Iran đã chịu đại diện ngoại giao của Đức tại Tehran để bày tỏ sự phản đối đối với quyết định không công bằng này. Hôm 28 tháng 10, truyền thông nhà nước Iran thông báo rằng công dân mang hai quốc tịch Đức Iran Jashid Samad đã bị hành quyết sau khi bị kết án vì bị kết tội đã thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Sau khi Jashid Masad bị hành quyết, Đức cũng đã triệu đại diện phía Iran để tỏ rõ sự phản đối từ Berlin. Phát biểu tại hội nghị đầu tư ở Riyadh, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Fa'an Ansau cho biết, hành động của israel ở miền bắc gaza là tội tiệt trùng tiếp tục nuôi dưỡng một chu kỳ bạo lực ngoại trưởng ả rập xê út nhấn mạnh ả rập xê út sẽ không công nhận israel nếu không có nhà nước palestine và sẵn sàng chờ đợi tình hình thuận lợi trước khi tiến hành bình thường hóa vị ngoại trưởng ả rập xê út cho biết chúng tôi đang quan sát tình hình hiện tại ở miền bắc gaza nơi bị phong tỏa hoàn toàn và không được phép tiếp cận bất kỳ hàng hóa nhân đạo nào cùng với các cuộc tấn công quân sự liên tục không có cơ hội nào để dân thường tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn đây chỉ có thể được coi là một hình thức tội ác tiệt chủng. Điều này chắc chắn vi phạm luật nhân đạo quốc tế và đang tiếp tục nuôi dưỡng một chu kỳ bạo lực. Trả lời về nhiều cáo buộc vi phạm luật nhân đạo quốc tế, Israel cho biết họ đã tiếp tục chuyển hàng cứu trợ thực phẩm vào Gaza và đổ lỗi ngược lại cho phía Liên Hợp Quốc vì đã không cung cấp đủ lương thực cho người dân Gaza.